vì cái bài vừa rồi thì nó cũng không phải là quá khó nên hôm nay mình sẽ làm thêm một cái bài nữa đó là cái dạng bài nó cũng lại cái điều tác giả muốn nói đến nhất nhưng mà nó thêm cái phần là so sánh bây giờ mình sẽ cùng đến với cái nội dung chữa của mình nhé vẫn là cái điều tác giả muốn nói đến nhất trong cái đoạn văn này là gì <laughs> お年寄りやハンディカップを持つ人を的確にお世話す,お世話する、ボランティアの姿を見てるとすごい、自分にはできないと、感じてしまう人は、多いかもしれません、カモ、セレマセン。テキマミ h テイタリア、デイジョイ、ティラミン、バッドファディティ、モカイ、モカイ、n クト một là tá ri hai là động từ đúng không thì ở đây nó sẽ có là o sư đự này borantian no sugata tàu mi thì lại thấy cấu trúc là vớp tố này khi mà cái nọ cái kia thì là sigoi tố canzite đựu simahito á đúng không ôi các mộ đề này vậy mình nhìn sẽ là có thể sẽ có rất là nhiều người suy nghĩ rằng là như thế khi mà nhìn thấy cái kia Đấy, thì cái câu chính của mình nó là chỉ như vậy thôi thì mình sẽ dịch là gì khi mà chúng ta nhìn thấy cái sư gà tả là cái dáng vẻ của những cái người borantia là những cái người mà uh, làm uh, tình nguyện Uh, mà OC những người tình nguyện đấy như thế nào thì là OC hóa sư tử thì là động từ kết hợp với Borantia đúng không? Thì Borantia là danh từ chính Borantia no sugata là danh từ chính Thì cái sư tự ở đây nó sẽ bổ nghĩa cho cái Borantia no sugata là mệnh đề danh từ đấy Khi mà chúng ta nhìn cái dáng vẻ của những cái người làm từ thiện Mà họ chăm sóc một cách rất là tê kích các cự Là một cách rất là cẩn thận rồi chính xác Những cái người mà một sự là có cái um, Gọi là khuyết tật đấy, đúng không? Có những cái người khuyết tật hoặc là những cái người mộ Toshiori là những cái người già rồi Tari ở đây là họ làm sao họ hiki uke Tari thì lúc nãy mình có nói là khi mà mình thấy vớp Tari thì mình sẽ đi tìm một cái động từ tương ứng thì nó chính là Osewa Suru rồi, nên là cả cái Tari này và cái Osewa Suru này nó đều đi với cái Borantia này hiểu không? Nên là cái cụm danh từ chính của mình là Borantianosugata và cái động từ số 1 Tari này và cái động từ sư đự này đều bổ nghĩa cho cái Borantianosugata là khi mà mình nhìn cái dáng vẻ uh, tình nguyện của những cái người mà chăm sóc một cách rất là cẩn thận chính xác những cái người mà uh, bị tàn tật này uh, bị khuyết tật này hoặc những cái người mà uh, người già rồi hiki ok ta đi là tiếp nhận đúng không uhm, uh, tiếp nhận những cái công việc mà mà người khác không thích cái từ hito no iagaru ở đây là Iagaru là động từ ở ngôi số 3 Là chỉ về người khác đấy Những cái người khác hoặc là mọi người người ta rất là ghét Người ta không thích đúng không Là sư xưng đệ là tiến hành các cái công việc Mà người khác không thích Rồi tiếp nhận nó Rồi chăm sóc những cái người như vậy Thì là khi mà nhìn cái dáng vẻ của những cái người như thế thì có lẽ là sẽ có khá là nhiều người cảm nhận được rằng là sư gọi vương nếu bạn đi kia này là ôi thật là giỏi thật là siêu đúng không sư vương nếu bạn đi kia tôi thì không thể làm được cái việc đấy thì ở đây mình bắt gặp cái từ nô no ở đây nhá là một cái mà mình cũng có thể phân tích giúp chị được là cái nô no này nó thực ra ấy, nó sẽ đi kèm với lại cái sigoto ở phía đằng sau Bình thường mình sẽ dịch là gì? Hito ga iya ga là cái công việc mà người mà mà người ta ghét đúng không mọi người không thích đúng không thì khi mà có cái từ shigoto ở đây mà nó là là một cái cụm danh từ ấy thì người ta có thể chuyển cái từ gá ở đây chuyển thành là no để cho nó thành một cụm xuyên suốt là hito no iaga được shigoto có là danh từ một kết hợp với cái danh từ hai và đi về cái ố ở đây để thể hiện đây là một cái mệnh đề danh từ vậy là à, mình sẽ hiểu theo cái kiểu dạng như vậy để sau này nếu mà thấy nô no ở đây này đúng không thì mình có thể biết là à nó gặp ở những cái dạng nào Demo, costa ko đối ạ, tai đó ạ. Kachido sute kunakade, zozoni mini tsuite iku mono desu. Mình lại thấy mono được chưa? Mono ở đây thì nó lại là dùng trong trường hợp là miêu tả các cái chân lý hoặc là những cái thói những cái điều thương thức. Và bây giờ mình sẽ đi tìm chủ ngữ thôi. MONODES là danh từ rồi thì phải có cái chủ ngữ của nó. Cái chủ ngữ của mình ở đây là hóa. Vậy là a là b thôi. Là cái thái độ hay là cái hành động như vậy, những cái thái độ và hành động như vậy ở trên ấy, nó chính là những cái thái độ hành động mà rộ rộ ní là chúng ta sẽ dần dần, mini chức cự là dần dần có thể học hỏi, học tập được trong cái quá trình mà à, tiến hành các cái hoạt động. Cái từ naka đệ ở đây là trong uh, trong khi đúng không? Trong khi mà đô o sute là trong khi mà tham gia các cái hoạt động làm các cái hoạt động thì chúng ta có thể dần dần mini chữ cự uh, học hỏi học tập được cái thái độ hay là các cái hành động như thế. Boran tiêu sute no wa tokubetsu seigi kan ga tsuyoi yasashii hito bakkari to iu wake wa sen Là gì? No wa ở đây nó chính là cái Uh, danh từ hóa rồi uh, đằng sau ấy thì là Hito bakari wake iwake ạ arimasen thì cái to wake dewa arimasen đấy là cấu trúc ngữ pháp không nói làm gì rồi nhưng mà cái vị ngữ của mình ở đây nó là Hito bakari là chỉ toàn những cái người như thế nào như thế kia nên là cái nổ no ở đây đằng trước nó là cái gì thì đằng sau nó là cái đấy thì mình sẽ dịch luôn cái nổ no ở đây là người đúng không? Cái người mà đang thực hiện các cái hoạt động volunteer đấy không chỉ là chỉ toàn là những cái người mà rất là hiền lành, nhẹ nhàng hoặc là dễ tính và rất là chơi, là rất là mạnh hay còn gọi là à, rất là có tính chính nghĩa rất là cao ấy thì tôi yêu ake đêm mộ thì tôi yêu ake đêm bạn này tôi yêu arimasen là không phải chỉ toàn những cái người như vậy thì mới đang hoạt động các cái hoạt động thì mới đang làm các cái hoạt động volunteer đúng không? Borantio hajimeta do kini omoshirosu dakara kyoumi ga atta to Koukishin ya no ageru hito wa takusan imasu Takusan imasu là có rất là nhiều người Nhiều người gì? Nhiều người mà ageru, đúng không? Nhiều người là uh, có cái koukishin là có cái sự tò mò này tan xin là có cái sự uh, tan xin là sự tò mò còn uh, ko ki shin ở đây là ham học hỏi hoặc là uh, kiểu có cái uh, ý gọi là tò mò và học hỏi đấy uh, tố ở đây là gì mosidoso đã cả vì là nó rất là thú vị nên là mình có cái kyou-mi tiếp đến là do-ki ở đây là cái động cơ vậy là mình sẽ nối nó vào với nhau thôi là sẽ có Uh, rất là nhiều người đô khi ní ở đây là cấu trúc ngữ pháp rồi nên là mình sẽ hiểu là với cái động cơ là bắt đầu borantia là là abcd đúng không tiếp đến mình sẽ thấy cái từ hito là có rất là nhiều người như thế nào thì tất cả những cái mà ag này, này đúng không rồi tất cả cái tố này đúng không cái đô khi nó đều bổ nghĩa cho cái hito này hết thế nên là nhìn từ cuối câu lên là mình sẽ có thể nhìn được cái đấy có rất là nhiều người là có cái động cơ khi mà bắt đầu À, có cái động cơ khi mà bắt đầu hoạt động các cái công việc thiện nguyện ấy à, hoặc là tình nguyện ấy à, là họ um, có một cái a dự là họ có một cái tinh thần rất là ham học hỏi hoặc là tò mò trí tò mò rằng là tố đúng không rằng là uh, cái cái công việc đấy rất là thú vị có vẻ như là thú vị chính vì vậy cho nên là tôi uh, tôi có kiêu mi gã tạ nên là tôi rất là có hứng thú đúng không Sekini no motte katsudo dekiru nara kikake wa nan demo ii no desu Nara đúng không? Nếu như mà uh, bạn hoạt động một cách có trách nhiệm ckinino mots ở đây là có trách nhiệm nếu như mà bạn có thể hoạt động một cách có trách nhiệm thì cái kịch kake là cái động cơ cái động cơ dù là gì đi chăng nữa nan để mô y có là dù động cơ là gì cũng được nếu như mà bạn hoạt động một cách có trách nhiệm ngược lại yoi koto suru tối ưu kyoi ga nai bừng shizen tai de boran tieni kakawa hito mo desu ngược lại thì lại tiếp tục thấy hito mo oi chưa vậy là mình sẽ hiểu là tất cả những cái ở trên này nó đều bổ nghĩa cho cái hito này ngược lại thì lại cũng có rất là nhiều người kakawa de là gì ở đây là kakawa là liên quan tới đúng không kakawa là bị động đúng không có là có liên quan tới hay còn gọi là được dẫn dắt tới đúng không được dẫn dắt tới các cái hoạt động borantia uh, tình nguyện một cách rất là tự nhiên shizentai là một cách rất là tự nhiên bừng ở đây là với cái uh, với cái thái độ nhá cái từ khi hôi gá nai bừng ở đây nó là một cụm luôn là với cái thái độ uh, với cái cách suy nghĩ là là koto cô tổ sư là mình làm những cái việc tốt Đấy, thế nên là cái việc mà nhìn ra cuối câu Xem câu đấy là câu danh từ, câu động từ hay câu tính từ Và nó sẽ có một số các cái cấu trúc gọi là đặc thù ấy Thì là giúp cho mình hiểu câu rất là nhanh, đúng không? Vậy cái đáp án của mình ở đây là cái điều tác giả muốn nói đến nhất là gì? Thì nó chính là cái đáp án uh, số 1 đây Là tokubetsu na hito demo na kutemo Sekinin kang sai areba dare demo Burantia katsudo wa dekiru là cho dù là uh, bạn không phải là một cái người tộc cứ biết sự gì một cái người đặc biệt gì uh, chỉ cần sai bạn chỉ cần có trách nhiệm có cái cảm có cái tinh thần trách nhiệm thì ai cũng có thể hoạt động được cái hoạt động tình nguyện đấy nó chính là cái đáp án của bài còn các cái câu còn lại thì là mình sẽ loại như thế nào Otosiyoriya hande kapu motsu hito o tekikaku ni sewa dekiru hito wa Burantia kachido ni muiteru là những cái người mà có thể chăm sóc Một cách rất là chính xác Hoặc là tận tâm Hoặc là tỉ mỉ đúng không Những cái người mà Người già hoặc những cái người mà khuyết tật ấy Là những cái người mà dành cho các cái hoạt động uh, Tình nguyện uh, Nhưng mà ở đây nó có cái từ đế mộ này Đế mộ đúng không Đó là mặc dù là nhiều người cảm giác là như thế Nhiều người cảm giác là mình không thể làm được cái việc đấy Và những cái người mà làm tình nguyện đấy Thì là họ thật là sư gôi Thế nhưng mà đế mộ À, không phải là chỉ có những cái người mà à, đầy chính nghĩa hoặc những cái người đặc biệt à, mới có thể hoạt động được tình nguyện đúng không mà là à, trong cái quá trình hành động hoạt động thì là mình sẽ mini chư cự cái dần dần mình sẽ mini chư cự dần dần cái hành động và cái thái độ đấy nên là cái ý này nó đang bị sai nó đang bị sai vì nó có cái đề mố ở đây rồi tiếp đến là cái số 3 này Se gikaknyak sekinin kan wa moto ni hoàn toàn rồi. Là cái câu này người ta đang nói là chỉ cần bạn có tinh thần trách nhiệm là bạn có thể hoạt động volunteer cho dù kết cái, quả cái, cái của bạn là gì. Nên là cái đoạn mà nắc cái mố ở đây là là sai này. Câu 4 là gì? Yoi koto o suru to yuu kimochi ga tsuyoku NAKEREBA volunteer wa dekinai. Yoi koto osudu ở đây thì nó trùng khớp với cái câu cuối này của bài, nhưng mà mình phải cẩn thận. Không phải lúc nào câu cuối cũng là cái điều tác giả muốn nói đến nhất. Tại vì ở cái câu này nó có hai ý. Một là, um, là hito wa là có rất là nhiều người đến với Borantia bằng tò mò và cũng có rất là nhiều người được um, tiếp xúc hoặc là uh, làm liên quan tới các cái hoạt động volunteer một cách rất là tự nhiên với cái tâm trạng là um, như vậy nên là cái đoạn mà kimochi ga trước của na bà ở đấy là 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 bị sai nhá. Còn ở đây nó thêm một cái nữa là kioi ga nai là một cái cụm là có cái thái độ hoặc là có cái suy nghĩ như thế à, nên là nếu như mà mình không có cái suy nghĩ trước cự này nó nó không có cái ý nào trong bài cả thì là mình sẽ không thể nào mà chọn được cái đáp án này được. Thì với cái bài này mình sẽ thấy rằng mình sẽ đi theo cái mạch văn bằng cái cách là thứ nhất là loại cái câu số 2 bằng cái từ đề mố này khi mà có cái từ đề mố hoặc là shikashi này hoặc là sore ni tai ste này rồi ni mố kakara dự này là những cái từ mà miêu tả về cái sự trái ngược đúng không thì người ta đang nói mặc dù là a nhưng mà có b thì cái B là sau cái đề mố, sau cái sikasi trái ngược đấy nó mới là cái điều mà người ta đang muốn hướng tới chứ còn những cái thứ mà ở trước đề mố này thì nó chỉ là cái màu đầu để người ta dẫn dắt cái câu chuyện ở phần tiếp theo thôi. Đấy nên là mình cũng có thể lấy cái đấy làm cái hin tụ ở trong số một ở trong một số các cái bài đọc hiểu tiếp theo ấy, mình sẽ bắt gặp là cái sikasi rồi cái đề mố hoặc cái ý trái ngược đấy là cái ý mà mình cần phải focus vào để tìm đáp án thì mình sẽ nhớ cái cái hình tổ đấy trong bài ngày hôm nay để loại đáp án này và để áp dụng trong những cái bài sau nữa.